Hello mọi người, mình đang có mặt ở đây là một cái mẫu máy mà mình đã được trải nghiệm trong khoảng 2 tuần qua và nó làm cho mình có một cái nhìn khác về những cái mẫu laptop gaming đắt tiền. Đó chính là mẫu máy Asus Zephyrus G16 phiên bản 2024 ha. Nói thành thật với các bạn luôn, đây không phải một bài review bởi vì mình thấy là chiếc máy này đã được rất là nhiều bên chuyên nghiệp họ review rồi. Nhưng mà mình là một người xài chuyên về MacBook, từ đó giờ mình xài MacBook rất là nhiều. Các bạn cũng thấy trên channel của TechLab mình đã từng review về MacBook rồi đó. Thì khi mà mình chuyển qua cái máy này thì ban đầu mình cũng có khá là nhiều những cái định kiến. Nhưng mà sau khoảng 2 tuần thì mình phải nói là có thể nha, mình sẽ cân nhắc những cái mẫu laptop gaming có một cái chất lượng như cái máy này ở trong tương lai. Thì chi tiết như thế nào thì mời các bạn cùng mình theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Rồi, đầu tiên là về phần thiết kế và cân nặng đi. Ban đầu mình cầm cái con máy này, mình thấy là đây có phải là một mẫu laptop gaming hay không? Hay là đây là một mẫu máy creator của Asus ha? Mà các bạn cũng thấy logo của ROG ở đây, Republic of Gamer ở đây. Nhưng mà nó khác đó các bạn. Nó gần như là không giống những cái mẫu laptop ROG trước đây mà mình trải nghiệm. Các bạn cũng thấy thì cái này là cái phiên bản 16 inch ha, như mình cầm trên tay đây. Nó cho mang lại cho mình một cái cảm giác đầu tiên đó chính là nó cực kỳ nhẹ. Nhà sản xuất công bố cái mẫu máy này chỉ có 1,85kg mà thôi. Và mình phải wow bởi vì cái độ nhẹ của nó. Đây mình có thể show cho các bạn coi luôn. Đây mình đang xài một con MacBook Pro 14 inch ha. Và khi nó mang cái ốp này vô, cái ốp bên ngoài vô thì nó có thể nói là chỉ nặng tương đương với mẫu Zephyrus G16 này thôi. Đó, máy 16 inch mà chỉ hơn cái máy 14 inch một chút xíu thôi. Thì các bạn biết là Asus đã tối ưu cái việc cân nặng trên cái mẫu máy này rất là ok luôn. Khi mà mình chuyển qua mẫu máy này, mình đã thử, mình mang đi làm, bỏ trong ba lô thì nó mang lại cho mình một cảm giác là gần như không khác gì khi mình mang con MacBook 14 inch của mình cả. Rất là thoải mái, gọn gàng và tiện lợi khi mà mình đi ra ngoài. Rồi, cái điểm thứ hai là về chất lượng build của mẫu máy này thì mình cũng đánh giá rất là cao luôn. Nguyên một cái bề mặt máy là được làm từ hợp kim nhôm và mình thấy nó rất là chắc chắn và hoàn toàn không mang lại một cảm giác ọp ẹp nào cả. Nếu như mà để so sánh một cách chi tiết nha, có thể là đây là ý kiến riêng của mình thôi, nhưng mà khi mà mình nhìn vô cái mặt A của cái máy này, khi mà mình chạm và mình sờ á, thì nó mang lại cho mình khá là nhiều cảm xúc. Nó giống như là cái mẫu MacBook Pro 16 inch 2019 mà mình đã xài cách đây khoảng 5 năm vậy đó. Các bạn nhìn dễ dàng nhìn thấy luôn. Cái máy này khi mà nhìn vào mặt A ha, nếu như không có một cái đường phát chéo xuống và có đèn LED này lên á thì gần như là chúng ta không biết được đây là một mẫu máy gaming luôn, cứ tưởng nó là một mẫu máy gọi là cao cấp business vậy đó. Rồi, đến cái yếu tố thứ hai mà trước đây mình hay là mình thấy rất khá là nhiều những người dùng gaming lấn cấn, đó chính là cái chất lượng hiển thị của màn hình ha. Thì năm nay đối với chiếc Zephyrus G16 này, và mình nghĩ là từ nay trở về sau luôn, thì người dùng đã được hưởng lợi từ cả hai khía cạnh luôn. Như chiếc G16 mình đang có ở đây sở hữu một cái màn hình tấm nền OLED, độ phân giải là 2.5K và có tần số quét lên tới 240Hz luôn. Đó các bạn thấy không? Từ đây muốn chơi game FPS có 240Hz, muốn một cái màn hình đẹp để coi phim, giải trí, để làm việc với Adobe Photoshop hay Premiere thì có luôn một cái màn hình OLED độ phân giải cũng khá cao, lên tới 2.5K. Đó, thì cái đó là về mặt thông số, còn về mặt mà mình trải nghiệm thì ngay từ cái lần đầu mà mình nhìn vô cái màn hình này mình đã cảm thấy nó ấn tượng rồi. Cái đầu tiên đó chính là một cái màn hình tỷ lệ 16:10, nó sẽ rộng hơn một chút đó, so với màn hình 16:9 và nó hiển thị nhiều cái trên màn hình lên giúp cho mình thoải mái làm việc hơn. Còn khi mà mình nhìn lại cái màn hình 16:9 thì nó hơi hẹp một chút xíu, thì trên máy này cũng có 16:10 và có luôn một cái chất lượng hiển thị rất là tốt ha. Mình có thể dùng cái máy này để mình làm những công việc mình đang làm ở trên chiếc MacBook Pro của mình và cảm thấy là không có một cái sự gì đó nó bị quá là lệch ha. Và ngoài ra một số những cái điểm khác mà bạn có thể thấy được, chẳng hạn như là viền màn hình mỏng nè, đặc biệt là phần cầm dưới ha. Những cái mẫu laptop gaming tầm 3-4 năm trước cái cầm dưới nó dày quá các bạn, mình nhìn vô là mình không thích rồi, mà nó còn nhựa nữa. Còn ở đây mình thấy là full một cái mảng kính ở trên cái màn hình này luôn, cho nên là cái hiệu ứng thị giác khi mà mình vô nhìn vô cái màn hình này là mình đã thích luôn rồi. Đó, thấy không? Đó là cái điểm thứ hai mà mình thấy là từ bây giờ mua laptop gaming cao cấp, đặc biệt là Zephyrus G16 này, thì mình không còn cảm thấy lấn cấn về cái mặt màn hình nữa. Tới luôn với yếu tố thứ ba, xong màn hình thì tới cái phần bên dưới, đó chính là một cái hệ thống bàn phím, trackpad và cả loa luôn. Mình sẽ gộp ba cái này lại nha. Thì ở trên con Zephyrus G16 này thì khi mà mình nhìn vô cái phần bên dưới là cái phần bàn phím, mình nói ủa sao cái này nó giống MacBook quá, nó giống kinh khủng luôn đó. Cái này không phải là mình cố ý so sánh đâu nha, nhưng mà nó giống thật.
Và đặc biệt luôn là phần hai cái phần loa hai bên, khi các bạn nhìn vô thì nó khá là giống với cái mẫu MacBook Pro đời 2019 đó, với lượng hai cái loa rất là lớn hai bên. Thì nhà sản xuất công bố là cái máy này được trang bị lên tới 6 loa. Thử ngay và mình cảm thấy wow. Đây chính là cái loa mà tất cả những mẫu máy laptop gaming từ 40 triệu trở lên cần phải có. Đó, thì mình hy vọng là các nhà sản xuất sẽ nghe được cái lời góp ý này của không chỉ mình và những game thủ khác ha. Đó, cái loa trên con Zephyrus G16 này nghe rất hay. Không chỉ là âm lượng nó lớn hơn hẳn, mà ngoài ra nó có nghe, nó có lực, có lượng và có cái lượng bass không quá là nhiều, nhưng mà nó đủ để mình có thể trải nghiệm những cái bộ phim trên Netflix, trên YouTube, và đặc biệt là chơi những tựa game hành động mà AAA, hoặc hoàn toàn không cần phải dùng tới cái tai nghe hoặc là dùng tới loa ngoài. Tất nhiên mình không hề nói chất lượng nó đỉnh cái mức mà thay thế được hai cái kia, nhưng mà trong những cái điều kiện các bạn không có tai nghe, các bạn không có loa Bluetooth, thì cái loa này vẫn đủ thỏa mãn các bạn nha. Và không chỉ xài ở trong điều kiện ở trong phòng, mà khi mà mình mang ra cà phê mình nghe thì mình vẫn có thể đáp ứng được, chứ không phải gọi là bị quá là bé. Bây giờ so sánh thực chất với MacBook thì như thế nào, thì câu trả lời của mình đó là hơi đáng tiếc một chút xíu là cái mẫu máy này tuy loa nó đã tốt hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà so với mẫu MacBook Pro 14 inch mà mình đang xài, và mình có so luôn với cái con MacBook Pro 16 inch của bạn của mình khi mình đi cà phê đó, thì con, nếu như MacBook là tầm 10 điểm đi thì con này rơi vào khoảng 8 điểm rưỡi. Thì mình hy vọng đó là đây là có thể một bước đệm để sau này những nhà sản xuất có thể làm một cái loa gì đó nó có thể cạnh tranh được với MacBook, thậm chí là hơn, đúng không nè. Tiếp theo cái phần loa đó chính là về cái phần bàn phím và cái phần trackpad. Thì nhìn vô luôn, cái trackpad năm nay nó rộng tới cái mức mà nó chiếm có thể nói là toàn bộ cái chiều rộng của cái phần chiếu nghỉ tay ở đây luôn. Đó, nó rộng tương tự như MacBook, không muốn so nhưng mà nó giống quá cho nên mình phải nói luôn. Nó bự tương tự như MacBook. Chính vì vậy á, cái việc mà mình lia con chuột ở trên cái bề mặt này nó trở nên thoải mái và thuận tiện hơn rất là nhiều. Thì nếu như các bạn nào mà xài những mẫu laptop gaming mà từ 1-2 năm nay thì các bạn sẽ không để ý nhiều đâu, bởi vì nó cũng đang to dần theo năm tháng rồi. Nhưng những bạn nào mà xài khoảng chừng 4-5 năm trước, các bạn sẽ thấy là hồi xưa cái trackpad nó nhỏ lắm, nó cái cảm giác rên nó đã tệ rồi mà nó còn nhỏ nữa thì chẳng ai xài cả. Và thực tế mà nói thì ai mua laptop Windows thì cũng phải cần trang bị một con chuột ngoài cả. Thì trên cái mẫu máy này thì cái trackpad nó đã rộng hơn hẳn rồi. Nhưng mà có một điểm cần phải lưu ý lại, đó là tuy nó rộng nhưng mà nó vẫn chưa phải là một cái trackpad đa điểm như là ở trên MacBook hoặc là như là trên mẫu Dell XPS Plus mà gần đây á. Thì việc nó không phải là đa điểm thì sao? Thì khi các bạn vuốt thì nó ổn, nhưng mà khi các bạn mà muốn nhấn để ra lệnh chuột trái chuột phải thì vẫn phải rê xuống cái phần ngay cái cạnh dưới đó, chứ không phải là muốn chạm ở đâu cũng được. Thì trong quá trình mình xài cái trackpad này á, nếu như nói là có thể thay thế hoàn toàn chuột ở trên Windows được hay không, thì câu trả lời của mình là chắc chắn là không rồi. Khi mà mình xài đối với những cái tác vụ mà cần phải lít chuột nhiều, chẳng hạn như là mình chỉnh sửa video trên cấp kích hoặc là mình chỉnh sửa hình ảnh đi, thì mình buộc phải có một cái con chuột ngoài, chứ chưa mang lại cho mình một cái trải nghiệm mượt mà như trên MacBook. Nhưng nếu như công việc của các bạn không liên quan tới những cái đó, mà các bạn chỉ đơn giản là ngồi cà phê đi để quên con chuột và cần lướt văn bản, lướt web, lướt Facebook thôi, thì ok, trackpad này nó ổn. Rồi, nói về bàn phím thì sao? Khi mà mình chuyển qua mình xài cái layout ở trên con Asus Zephyrus G16 này thì nó mình mang lại một cảm giác gọi là gõ phím rất là nhanh, hành trình phím ổn, sâu. Mình bấm và gần như là mình không có một cái sự gọi là nhầm phím nào trong quá trình mình sử dụng cả. Đây cũng là một cái điểm mà mình thích ở trên cái mẫu máy này. Có thể là nhiều bạn mà làm kế toán thì các bạn sẽ không thích, bởi vì nó sẽ không có cái hàng phím số rời bên cạnh. Nhưng mà đối với một người như mình không xài cái đó. Mình ưu tiên là một cái bàn phím nó ngay trung tâm, nó center, nó chính giữa, để mình dễ, mình thuận tiện như trên MacBook. Rồi, đến với cái thứ tư mà mình thích trên chiếc Zephyrus G16 phiên bản 2024, đó chính là cái việc tuy máy có một cái độ mỏng khá ấn tượng, nó còn nhẹ nữa, nhưng nó là một trong những máy được trang bị rất là đầy đủ những cái cổng kết nối dành cho các bạn, không chỉ là các bạn game thủ mà còn là những bạn làm công việc liên quan tới media như là mình ha. Thì như bạn thấy á, thì bên cạnh trái nhà sản xuất trang bị một loạt những cái cổng kết nối
luôn, chẳng hạn như là cổng sạc nè, cổng HDMI full size, cổng USB-C kết hợp với Thunderbolt cho các bạn có thể sạc nhanh, còn một cổng USB-A và một cái jack 3.5mm. Trong khi đó bên cạnh phải chúng ta có thêm một cái cổng USB-C, một cổng USB-A và đặc biệt luôn, mình rất là thích luôn, đó chính là một cái khe thẻ nhớ SD. Nhiều nhà sản xuất họ chỉ để lại 4 cổng USB-C, đặc biệt là những dòng Dell XPS ha, mình cực kỳ ghét luôn. MacBook thì từ đời 2016 tới 2019 vẫn y chang như vậy. Và tới năm 2020 khi mà bị kêu quá rồi thì mới quay trở lại cái những cái cổng cần thiết. Thì trên mẫu máy này có full cho các bạn luôn. Nè, các bạn muốn xuất hình ảnh ra ngoài có full HDMI luôn chứ không phải là cổng mini. Có USB-A cho các bạn gắn chuột ngoài. Và đặc biệt là có khe thẻ nhớ SD. Mình thấy nhiều nhà sản xuất khi mà họ cố tình họ nhồi nhét một cái cổng micro SD, mà nói thật thì bây giờ không ít ai xài micro SD lắm, mà họ cần một cái thẻ SD hơn, đặc biệt là những người làm media. Ví dụ như mình quay video này cho các bạn xong, mình rút thẻ nhớ ra, mình cắm vô, mình chép dữ liệu liền, nó cực kỳ nhanh, gọn và lẹ chứ không cần phải dùng một cái hộp chuyển đổi bên ngoài. Hay một điểm rất là hay ở trên cái máy này ha. Cái điểm thứ 5 thì cái mẫu máy này được trang bị viên pin lên tới 90Wh, một con số nó cũng không phải gọi là quá lớn đối với một cái laptop gaming. Nhưng đối với việc trang bị con chip Intel Core Ultra 9 thì mình thấy là nó tiết kiệm pin hơn khá là nhiều. Nhưng lưu ý, tiết kiệm hơn khi các bạn xài những cái công việc văn phòng và những cái việc nó nhẹ nhàng như là lướt web, gõ văn bản hay là làm những việc bình thường thôi. Chẳng hạn như khi mình test cái máy này, mình đơn giản lắm, mình không có phải gọi là dùng những cái tool hay những cái gì chạy liên tục đâu. Mình sạc đầy máy, sau đó mình mang đi cà phê, mình để độ sáng màn hình ở mức tối đa luôn. Và mình bắt đầu mình lướt web, mình viết bài trên website, rồi mình lướt Facebook, mình chơi một cái tựa game nhẹ nhàng thôi, là chơi game TFT. Bởi vì chơi game đó thì không cắm sạc thì chơi vẫn không bị tụt đồ họa quá là nhiều, cho nên mình chơi game đó. Thì cái máy này mình có thể trụ cho mình từ 8 giờ sáng cho tới đâu đó khoảng chừng 1 giờ trưa. Thì cái thời lượng on screen của nó rơi vào khoảng 4 tiếng rưỡi cho tới 5 tiếng nha, có chơi game nha. Còn nếu như mà không chơi game luôn á, hoàn toàn không chơi game luôn, thì con số đó lên tới 7 tiếng rưỡi đồng hồ. Bởi vì khi mà mình có thử mình không cắm sạc thì những cái phần mềm mà đòi hỏi cái hiệu năng nhiều, chẳng hạn như là chỉnh sửa hình ảnh hay là lên Premiere Pro để chỉnh video, hoặc là vô những cái tựa game, được nó tự những tựa game nặng, vô ngay Liên Minh Huyền Thoại luôn, thì mình cảm thấy là nó hơi giật giật nhẹ và tụt pin khá là nhanh. Thì nói chung nếu như mà đã xác định là chơi game hoặc là làm những công việc liên quan đến đồ họa thì các bạn cũng nên cắm sạc nha. Rồi, và đó là 5 cái điểm mà từ trước đến nay mà người dùng hay lấn cấn về việc những cái sự đánh đổi khi mà mua những bộ laptop gaming đắt tiền ha. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua một chút về việc cấu hình đi. Thì nếu như các bạn mà lựa mua cái mẫu máy này thì các bạn sẽ để ý là thực sự mà nói nha, với cái số tiền mà giá mức giá niêm yết mà hơn 60 triệu đồng cho cái phiên bản này, đây là một mức giá không hề rẻ và cái mức cấu hình của nó cũng không phải là quá là mạnh luôn. Đặc biệt là các bạn có thể bỏ ra số tiền khoảng chừng hơn 40 triệu đối với những cái lỗ laptop gaming tầm trung á, thì các bạn đã có một cái cấu hình nó vượt hơn rồi. Nhưng cần phải nói kỹ hơn, với con chip Core Ultra 9 kết hợp với card RTX 4060 và đặc biệt ở đây là RTX Studio nha các bạn, chứ không phải là RTX chuyên gaming, thì nó mang lại một cái mức gọi là hiệu quả, cái hoạt động gọi là mức tương đối ổn đối với những cái nhu cầu của mình đó. Nhưng mà đánh đổi lại, máy không phải gọi là mạnh nhất, không phải là xịn nhất, nhưng khi mà kết hợp những cái điểm cộng mà từ nãy giờ mình nói, chẳng hạn như là một cái màn hình đẹp, một cái hệ thống loa quá xuất sắc, một cái hệ thống bàn phím ổn, một thời lượng pin sử dụng nó trâu và một cái hệ thống tản nhiệt ok, thì mình thấy cái mức giá hơn 60 triệu so với mức cấu hình này là ổn. Đối với chiếc máy này thì mình nghĩ khi mà các bạn bỏ ra mức giá khoảng là 60 triệu đồng, mà 60 triệu đồng ở đây đó là các bạn coi giá niêm yết thôi. Ở hiểm hiện tại video này nha, nhiều cái shop bán lẻ họ đã bán cái máy này ở cái mức giá gọi là 50 mấy triệu đồng rồi. Hy vọng các bạn có tìm được máy new luôn nha. Thì mình thấy các bạn, thì mình cảm nhận là nó sẽ mang lại cho các bạn những cái sự thoải mái khi làm việc, không chỉ là chơi game không, mà những cái nhu cầu khác đối với một chiếc laptop sẽ làm cho các bạn hài lòng, từ việc trải nghiệm về mặt hình ảnh, trải nghiệm về mặt âm thanh, trải nghiệm về mặt linh hoạt di chuyển, chiếc máy này đều làm tốt.
và mình nghĩ các bạn sẽ không còn cảm thấy là lấn cấn khi mà bị mất giá hay là bị nuối tiếc hay là phải so sánh với MacBook nữa đâu. Mình hy vọng là phiên bản này nó chưa tốt hoàn hảo, nhưng những năm sau nó sẽ là một cái tiền đề cho những năm sau, những cái dòng Zephyrus G của những năm sau 2025, 2026 nó sẽ làm cực kỳ tốt hơn nữa, và người dùng sẽ được hưởng lợi từ điều đó. Rồi, bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới cái mẫu máy này muốn mình trả lời thì hãy comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu cảm thấy video này hay thì hãy để một like, comment và share nhé.